Vào thế kỷ 19, đây là một trong 8 con sông đào lớn nhất. Dòng sông không chỉ quan trọng đối với nông nghiệp, giao thương của Quảng Trị, mà còn liên quan trực tiếp đến Kỳ Sư, Kinh Đô Huế, đồng thời ghi dấu thành tựu nổi bật trong công tác trị thủy của nhà Nguyễn. Chính vì vậy, nó được khắc và lưu danh trên Thuần Đình. Sông Vĩnh Định nối liền với sông Thạch Hãn ở ngã ba Cổ Thành, thông vào Phá Tam Giang, nối liền Kinh Đô Huế, với chiều dài 17 dặm, tức hơn 7,5 km. Đây là con đường thủy nội địa huyết mạch quan trọng dưới triều Nguyễn, được khởi công từ mùa xuân tháng 3 năm Bắt Dậu, Mình Bệnh thứ 6, tức năm 1825. Đến ngày 20 tháng 7 cùng năm đó thì hoàn thành. Trước khi tiến hành đào sông, vua Mình Bệnh ban chiếu cho Phạm Văn Thúy đem theo giám thành đến Doanh Quảng Trị, phối hợp cùng Doanh Thần trong hạt điều tra, khám xét địa thế để xem thuận tiện cho việc đào sông hay không. Trước đó, nhà vua đã cho vẽ họa đồ khu vực khai sông, cắm tiêu ghi chú. Phan Văn Thúy dựa vào họa đồ cho binh dân đào thử một hai đoạn để xem xét cát ở khu vực đó có thể khai đào được hay không. Ngoài việc khảo sát họa đồ dự định đào sông mới, Phan Văn Thúy còn phải khám xét hình thể sông như cũ, tâu lên rõ ràng để vua quyết định. Bên cạnh đó, trong bản phụng chỉ được viết ngày 23 tháng 9 năm Mình Bệnh thứ 6, vua đã ra chỉ dụ cho Nguyễn Hữu Thận cấp tiền gạo cho dân hai hạt Quảng Trị và Thừa Thiên chuyên tâm làm việc. Các dân phu Thừa Thiên, Quảng Trị được phái nạo vét khơi thông sông Vĩnh Định lần này đã sáng chỉ cấp cho tiền gạo. Nay nghĩ khi nạo vét khơi thông đã gần tới mà doanh ấy nhất thời giải quyết thì có thể có điều thiếu thốn, cho bộ hộ theo như lệ định phát trước cho 2.000 dân phu Thừa Thiên một tháng tiền gạo ở kinh, còn 1.700 dân phu Quảng Trị thì cho thần doanh ấy đem tiền gạo ở doanh đến tận công trường ngoài sông mà cấp phát. Cũng trong ngày này, vua ra chỉ dụ về việc cấp phát thuốc và cử lương y đến để chữa bệnh cho dân phu tham gia khơi vét sông Vĩnh Định. Nghĩ rằng thời tiết đang lúc nóng nực, người phải làm việc khó tránh khỏi mắc bệnh tật càng thêm thương xót, truyền bộ gửi tờ tư cho doanh thần Quảng Trị, phái người lãnh nhận ở kinh 8 cân nguyên thọ là vị thuốc điều trị, hai đơn thuốc đem về cất giữ, lại chọn điều 5 người ở ty lương y doanh ấy chia đóng ở ngoài công trường sông thăm xem cho những người dân đến làm việc ấy tuy chứng bệnh mà cấp thuốc. Trong quá trình đào sông Vĩnh Định, những ruộng đất, nhà cửa của dân nơi mà sông đào đi qua, triều đình đã ra chỉ dụ bồi thường đều được lập danh sách cho miễn trừ siêu thuế. Khi đào sông gặp phải mồ mả của dân thì đặc cách cho cấp 10 quan tiền để di rời. Đối với nhà ở thì đồng lý định giá cấp phát để cho dân thuận tiện rời, mau chóng ổn định đời sống. Ngày 20 tháng 7 năm Mình Bệnh thứ 6, khi công trình sông đã cơ bản hoàn thành, nhà vua ra chỉ dụ cho quan Nguyễn Văn Phụng, Phan Văn Thúy lấy tiền ở kho Quảng Trị để chuẩn bị ban thưởng cho các quan văn võ, binh lính và dân phu tham gia. Trải qua các triều vua sau này, con sông vẫn tiếp tục được tu bổ, nạo vét và khơi thông. Chẳng hạn trong tờ tấu của Bộ Công ngày 20 tháng 6 năm Tự Đức thứ 21, tức năm 1867, vua Tự Đức đã châu điểm cho thuê dân hạt nạo vét đoạn nào nông cạn của dòng sông. Nhiều lần các vua triều Nguyễn ngựa tuần ra Bắc Hà đều đi qua con sông này. Thấy làng mạc bình yên, dân thu được nhiều mối lợi từ việc đào sông dẫn thủy, bèn để lại thơ văn ngự chế dựng bên bờ sông. Như bài văn bia do vua Mình Mệnh viết có tựa đề Ngự chế quá Vĩnh Định Hà Đề, viết năm 1836, được thuật lại quá trình đào sông và một bài thơ ca ngợi cảnh đẹp của dòng sông. Hay bài văn do vua Thiệu Trị viết có tựa đề Quá Vĩnh Định Hà Cảm Tác, năm 1842, cũng là bài thơ ca ngợi vẻ đẹp và lợi ích khi đào sông. Ngày trước thường khách buôn đò dọc từ Quảng Bình đến Quảng Trị rồi vào Huế, thường theo dòng sông này. Trải qua bao biến thiên của thời gian, đến nay sông đã có nhiều đoạn bị thu hẹp và bồi lấp, không còn mênh mông như hình ảnh được khắc trên Thuần Đình. Nhưng đối với các xã thôn thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, dòng Vĩnh Định vẫn có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước tưới tiêu. Và trong tâm thức của người dân,
dòng sông vẫn là nơi chứa đựng bao thăng trầm của lịch sử, cũng như những vơi đầy của đời người.